Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Bút. Hôm nay chúng mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Biết quý trọng tình bạn. Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách phát triển IQ và EQ đầu đời cho bé. Cuốn sách này sẽ giúp cho các bé biết cách quý trọng, yêu thương và chia sẻ với bạn bè đấy. Ba mẹ muốn xem thêm thông tin và đặt mua tựa sách này có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả nhé. Nhím con mặc áo. Các bạn động vật đều khoác trên mình những bộ đồ đẹp đẽ. Chỉ riêng nhím con là không có thôi. Bạn ấy buồn lắm. Các bạn cùng nói: Nhím con ơi, bạn đừng buồn nhé, bọn tớ sẽ giúp bạn. Chuột con mang tới một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Ui chào, áo sơ mi bị rách mất rồi. Gà con mang tới một chiếc áo len xinh xắn. Ui chào, áo len cũng bị rách mất rồi. Các bạn cùng nói: Nhím con ơi, bạn đừng khóc, bọn tớ sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp bạn mà. Sóc con kéo tới một chiếc giỏ đựng đầy lá cây. Chà, chiếc áo lá cây đẹp quá đi mất. Thỏ con đẩy tới một chiếc giỏ đựng đầy những bông hoa. Chà, chiếc áo hoa đẹp quá đi mất. Heo con đem tới một chiếc giỏ đựng đầy những quả dâu tây đỏ mộng. Chà, chiếc áo dâu tây đẹp quá đi mất. Cáo con ôm tới một chiếc giỏ đựng đầy những quả nho tím. Chà, bộ đồ của nhím con đẹp quá đi mất. Bạn bè của nhím con nhiều thật là nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Bút nhé. Đừng quên thích, theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ audiobook mới nào từ Đinh Tị nhé.